Thời gian gần đây, ô nhiễm không khí vẫn diễn ra kéo dài, không chỉ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của nhiều người, mà theo nghiên cứu mới đây, ô nhiễm còn có thể khiến con người hung hăng hơn. Đấy là kết luận của một loạt các nghiên cứu khoa học do các chuyên gia ở Đại học Mỹ tiến hành. Kết hợp với những yếu tố này, các nhà khoa học tại ngôi trường này phát hiện ra rằng hít thở không khí bị ô nhiễm có liên quan mật thiết đến những hành vi mang tính bạo lực và hung hăng của con người. Họ kiểm tra chéo dữ liệu chi tiết từ 3 nguồn: tình hình tội phạm từ hệ thống báo cáo sự cố quốc gia FBI kiểm soát, ngưỡng ô nhiễm không khí tại các hạt từ năm 2016 đến năm 2013 do Cục Bảo vệ Môi trường Mỹ kiểm soát, và dữ liệu hàng ngày về khói của những đám cháy rừng từ hệ thống cảnh báo độc hại của Cơ quan Quản lý Đại dương và Khí quyển Mỹ. Họ xác định mức độ hung hăng của con người dựa trên tỷ lệ những phạm tội được FBI xác định là có bạo lực và xác định mức độ ô nhiễm không khí thông qua nồng độ ozone và bụi mịn PM2.5. Họ phát hiện ra mức độ ô nhiễm không khí hoàn toàn không ảnh hưởng tới tỷ lệ những dạng tội phạm khác như lừa đảo hay tội phạm công nghệ cao. Ông Bayham, một trong những nhà nghiên cứu công trình này cho biết, bạo lực không cứ nhất thiết phải là động chân tay, mà còn có thể là bạo lực bằng từ ngữ. Ý nghĩ của chúng tôi là khi bạn tiếp xúc với không khí càng ô nhiễm, bạn càng có xu hướng hung hăng hơn.